Rồi em Di Cá chào tất cả anh em nha. Thì chiều nay em lên cho anh em xem tham khảo một lô máy hơi. Thì sáng em quay ít máy pin rồi. Thì chiều thì em khởi động tiếp cái video nhẹ nhẹ nữa là cả đồ hơi anh em nha. Đó. Thì đồ hơi này thì em giới thiệu luôn thì tất cả là nó là xài bằng hơi thì em không có bao sóng anh em nha. Thì toàn bộ là em bao ship cho anh em thôi. Tất cả là không bao sóng và toàn bộ là bao ship. Đơn giản vậy thôi anh em nha. Đấy và mỗi một có mấy con này thì em bán từng con. Còn có cái em bán theo lô, mấy con to to này thì em bán từng con, và mỗi một con có một cái mã số khác nhau. Anh em nhìn kỹ cái mã số sau đó lại cái giá tiền, anh em ưng ý lô nào gọi trực tiếp vào hai số điện thoại em đợi bên dưới phần tiêu đời. Sau đó nhân viên sẽ chốt cho anh em nha, chốt theo cái mã số em ghi lên trên máy. Khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng là 100k. Còn lại em sẽ code về đến nhà, khi nhận hàng khui thùng ra kiểm tra, thanh toán sau cái phần còn lại, thế là xong anh em ha. Đây. Rồi đầu tiên sẽ quay cái từ bên này quay qua anh em nha. Hồi sáng thì em cũng còn có nhiều kéo đây anh em, cứ 100.000 cây. Không bao ship anh em nha. Kéo 100.000 cây không bao ship, 3 cây bao ship. 3 cây 300, bao ship còn 100.000 thì thành nó thành 130 anh em ha. Cứ 100 thành 130. 1 cây 2 cây không bao ship, 3 cây bao ship anh em nha. Mua 10 cây một mua 10 cây thì tặng thêm cây thành 11. Đấy, vậy thôi. Cái đó đầu chưa em quay rồi. Giờ em quay video buổi chiều. Chỉnh cái càng này. Rồi, mã đầu tiên là một con anh em nha. 674. 674 có con này, còn một con hơi xấu anh em nha. 674 còn một con này, cái đầu này nó cứng nha. Có một con này đầu này nó cứng anh em nha. Đấy. Con này xác thiệt thụ luôn em nha. Con này nặng 14 kg. AW 3200. Nó cứng hết rồi. 650k bao ship anh em nha. Anh em về dọn anh em ơi. 650 một con. 650k bao ship. Không bao sóng anh em nha. Rồi con thứ hai 675. 500k luôn. Con này thì có cái này nè, nó qua lại nó nhẹ nhàng lắm luôn anh em nha. Rồi, số má thì bóp được. Hơi dơ thôi, chỉ xì luôn. Con này đầu 3/4. Con này đầu 3/4 nha. Nó là hiệu 3 chữ M. MW2500B. MW2500B. Đầu 3/4. Rồi 675 500k con này nha. Rồi đây. 676. 300. Con này đầu 1/2 sao đó. 676 300. Đầu 1/2. Này nó mất bụng hết ngay đây anh em nha. Con này UV rớt gì đây. Đầu 1/2, con này 300. Rồi, 676 300 luôn. Rồi 677 200 là con này. Đầu 1/2 luôn. Trời nay nắng u hơi tối anh em nha, anh em thông cảm nha. Chuẩn bị mưa rồi. Rồi 677 200k con này luôn. Rồi bóp được. Cò hơi cứng anh em nha. Cái đầu này đồng 1/2. Đồng 1/2. Rồi. Qua cái này. Đinh này là đinh mát. U to anh em nha. U to. Một cây mát, nhìn nó mới lắm anh em ơi. Cái này chỉ bao ship thôi em nha, không bao sóng nha. 678. Rồi 678 200k luôn. 678 200k 2 cây anh em nha. Rồi 679. Rồi 3 cây này, 2 cây kia đẹp được 200k 3 2 cây, cái này 3 cây là 250 anh em nha. Hitachi, lô này lô Hitachi, hai con này giống nhau nè. Con này đinh dài khác nhau anh em nha. 679 250 luôn. 679 3 cây anh em nha, anh em về tự dọn ha. Đó. 679 250k luôn. Rồi 680. Này là đinh F5 của Mát. Đây đinh F5 của Mát anh em nha. Cò bóp được nè. Rồi khóa cò nè. Này nhúng ra nhúng vô nè. Cái này thì nó
qua nấy, đinh F5 của mát một cây. Cái này thì cũng là mát luôn, đinh F5 luôn. Này F5 luôn. Cái này con cũng F5 luôn em nha. Đây nó còn đinh luôn nè. Của mát luôn. Như cái đầu mũi này nó bị gãy hết đầu rồi sao anh em ơi, đây nè. Đó, nó bị mất hết cái đầu ngay đây. Đấy, rồi hai cây này 600k anh em về tự dọn luôn anh em ơi. Rồi 680 600 hai cây luôn. Rồi 681 500k hai cây. Này cũng F5 luôn anh em nha. 681 500. Đó. Ra vô được bớt được. Này của mát. Còn thằng này của thằng đồ ra phát gì đây đó, nó lỏng lỏng nhiều ngay đây anh em nha, nó lỏng 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 đây đó, vẫn bớt ra vô được. Còn cái này dạng không được nha, vẫn bớt được nè. Ra vẫn vô được nè. Rồi cái này là của thằng đồ phát gì đây. Đấy, lại một thằng mát là 681 500k hai cây anh em nha, 681. Rồi 682. 600, cái này nó hơi xấu anh em ơi. Cái này nó bị cong miếng nặng miếng nè. Đó, chỗ này nó bị cong gãy rồi anh em ơi. Đấy. Đó nó bị cong bị gãy. Đinh F5. Rồi cái này bớt không ra luôn em ơi. Đó. Một cây. Này thằng mát luôn. Khó cò bóp được F5 anh em nha, mát ra vô được nè. Đấy, nhưng nó bị mất miếng cao su nằm trên đây nè. Rồi cây thứ hai, còn cây là cây thứ ba, mát luôn, còn đinh ở trong đây luôn anh em nha, nhưng mà nó hơi xét nè anh em ơi, mất quả ốc ngay đây. Rồi ba cây 600k anh em về tự dọn luôn nha. Rồi 682 600 ba cây luôn. Rồi 683 600 hai cây luôn. Này của Hitachi nè em ơi. Này cái khóa cò lắc không được mà. Khóa cò lắc không được. Đưa lên đưa xuống này là cứng nè, đó cái này đưa nhúc nhích được tí xíu thôi. Này khó cò khó cũng được luôn. Cái đầu nó hơi xét cái này nha. F5. Còn đinh ở trong. Rồi. Hai cây Hitachi. Như nhau luôn, N50ACE. Rồi. 683 600k luôn. Rồi 684 550. 550 luôn. F5 luôn em ơi. Đó, vẫn ra vô được. Giờ làm lại này nha. Nói chung là mấy cái này em giờ làm lại hết. Còn khó không được luôn. Con này là con Hitachi N50CEA luôn. Này nó cũng Hitachi luôn. Này khó được nè. Này NT50 à chơi, hai cây khác nhau nha. Hai cây hai đời khác nhau. Rồi, hai cái này 684 550 luôn. Rồi đây 685. 250 luôn em ạ. Này đinh gì? Đinh gì anh em nha. Tháo bóp cái này vô mà tháo ra không được nè. Đấy, rồi. Một cây nè, ba cây là 250 nha. Hai cây. Này kéo ra phía sau vậy á. Nói chung là mấy cái này anh em chủ yếu anh em thợ thầy lấy nhìn vô phát biết liền tin tin gì anh em nha. Chứ xưa giờ em không có nghiên cứu loại này á. Hàng bên em thì quá là nhiều cho nên là em không mấy cái đồ này nó rẻ em không có nghiên cứu anh em nha. Em không có bỏ hơi rồi vô test, nói chung là về sau bán dạy luôn. Anh em nhìn anh em biết liền à. Cái này nó bị hở cái đầu rồi nè. Rồi ba cây này 200 luôn em ơi. Cây nó bị hở cái đầu, hở có mất rôn rồi nè.
Rồi, 3 cây 685 200k 3 cây này. Rồi 686 nó là 450 thì nó là 2 cây F5 của Max. Đây đây mất anh miếng nghe đây. Miếng chừng ở dưới anh em nha. Đây này. Lên F5 nè, Max nè. 450 2 cây. Cây này của Đô Phát. Cô Max Su. Đô Phát cô Max Su anh em nha. Rồi bóp được nè, không có đầu quan. Rồi Max 211. Đó, mấy cây này thì em biết là F5 là chắc ăn luôn mình bóp luôn. Rồi 686 450 luôn. Rồi 687 nó là 300. Một con vít gốc. Đảo chiều. Và bóp lên. Anh em giờ dọn lại nha. Cái này là một con vít gốc. Một con máy cắt cầm tay, bóp miếng như đây. Còn mới á, đó, cậy cái tay tay cò này, còn bóp được. Rồi, hai cây này 687 300 luôn. Rồi, 688 300 luôn. Con này đầu 13, đầu to luôn anh em nha. Kéo ra thụt vô, kéo ra thụt vô. Con này đầu 13. Con này đầu 6 ly thôi. Cái này dặn ra dặn vô được luôn anh em nha. Thay đầu được luôn sao? Đấy. Rồi. Hai cây. Cây Fuji, cây gì nữa đây? Rồi 688 300k luôn. Rồi 689 250 luôn. Con này cũng đầu 13 luôn. Cái này cứng anh em ạ. Đó. Cái này nó hơi xấu. Rồi 689 689 250 2 cây anh em về tự dọn luôn nha. Em bao tiếp thôi không? Rồi 690. 3 cây này 3 cây gì 200k anh em về nghiên cứu y dược Phật luôn. Rồi 690 200 quát gai. Một cây. Quát gai, một cây. Hai cây. Này u to sao anh em nha. Rồi, ba cây. Mắt. Tơi A235A. Rồi ba cây này 200k luôn nha, 690 200 luôn. Rồi 691 200 luôn. Đấy. 691 200. Ba cây. 691 200k. Này của Hitachi. Này của Max sao á. Cũng không có tem á. Này của Hitachi luôn nè. Rồi 691 200k 3 cây. Rồi hai cây này hai cây trà nhắm. Rồi 692 300 hai cây luôn. Hai cây cò bóp được anh em nha. Hai cây trà nhắm nè. Quay. Rồi 692 300k 2 cây luôn. Rồi 693 300 luôn. Này một con máy cắt tay sao ạ của Fuji. Này dặn vô được anh em nha. Hoài nó vô. Rồi. Một cây, con này cây đục của nhỏ anh em nha, tụt thôi. Còn cây vít tô lơ gì đây. Mất cái bầu rồi anh em ơi. Không thấy thương hiệu. Nó đợi chữ sơ e ngay đây thôi. Mắt 12 BAR. Rồi ba cây. 300k anh em ơi.
Rồi 693 300 luôn. Rồi 694 250. Cái này thằng của thằng mát đinh đinh gì anh em ơi, lấy không ra nè. Nó còn đinh trong này nè. Mà lấy không ra. Cái này cũng mát luôn. U luôn. Cây này còn đẹp. Rồi cây này này đi thẳng nè. Rồi 3 cây 6.4 250 luôn. Rồi 6.95 200. Như hai cây này thì nó bị mất cái nút cao su rồi em nha, hai cây vít nè. Đây bóp ra bóp vô được nè, đều không có cao su bấm. Đảo chiều. Con này đảo được. Con này đảo không được. Rồi hai cây 200 luôn, 695. Anh em về tự dọn lại luôn nha. 695 hai cây 200 luôn. Rồi 696. 250 luôn. 696 được rồi. 696 250k. 3 cây củ mát. 1 2 cái u anh em ơi. 3, ba cây này dỡ không ra nè. Rồi. 3 cây này 696 250 luôn. Rồi 697 350 luôn. Cái này thì nó là bóp được, đảo được. Đầu 1/2. Đó. Nó có thêm cái vòng dây gì nữa đây nè. Máy gì nó có thêm còn dây nữa anh em nha. Rồi 697 350 cục này luôn. 1/2 có thêm còn dây gì nữa. Rồi 698 cái này thì bó tay chấm. Bó tay chấm cơm luôn. Đó, nó có 3 cái đầu quan đây anh em nha. Đó. Nó có 3 đầu quan, cái này. Tay đây tay cầm. Này khu luôn anh em ơi. Có cái đồ đồng ở đây nữa. Này, khu chưa khu chưa khu. Em đều khoa học cục này luôn anh em ơi. Rồi 698 300k. Anh em đều nghiên cứu luôn nha. Này. 698 300. Rồi 699 300 luôn. 1 2 3 4 cây anh em nha. Đây. 4 cây. Một cây Makita. Một cây Makita. Cây này của thằng Hitachi. U luôn. Hitachi anh em nha. Hai cây này của mắt. Mày u nhỏ. Mày u lớn à, u nhỏ luôn. Mày u nhỏ luôn anh em nha, còn đinh cho mày nè. Rồi 4 cây này 300 luôn anh em nha. 699 300k 4 cây về nghiên cứu anh em ơi. Rồi mã 700. 4 cây Ryobi. Rồi 3 cây 3 Hitachi. 1 Ryobi. Này nó đóng cái gì anh em nha? Đó, đóng cục cục nè. Còn đầu quanh nè. Còn này mất cái đầu rồi nè. Đóng vô nè. Rồi rút ra đóng vô. Rồi ok. 6 700. Mã 700. Giá là 250 4 cây luôn anh em nha. 4 cây 20 luôn. Rồi cái đống này là đống sát anh em nha. Đây là đống sát. Này bị mất đồ nè anh em à, đây là mất cái kèn trước nè, đây là đinh đinh F5 nè, mất đồ nè. Một cây nè. Cây này thì bị bởi anh em à, bởi này. Bởi ngay đây. Hai cây. Cây này bị thiếu đồ anh em nha. Ba cây. Còn cây này là bị bung cái ron anh em nha. Bốn cây. Đây bu lông nhỏ. Còn này cũng vậy, bị thiếu đồ. Anh em giờ lấy phụ kiện anh em ơi. Này là bị mất cái đầu sao á, đây nè. Thấy mất cái đầu rồi. Này bị gãy gì vậy đây. Đó, giờ lấy phụ kiện anh em lấy nha. Còn con này mất cái cò luôn anh em ơi. Cứ ngắt hết rồi. Ờ gãy mất cái cò giữ lại thì gãy cái đầu ở trên này. Rồi. Bảy lấy 1 500k. Cái rổ này mười mấy ký anh em ơi. 7 lấy 1 500k luôn.
rồi 702, rồi cái thùng này 170k anh em ạ. Đấy, này là đinh cuộn, tháo sao đây. Giờ nhà lấy con máy nghiên cứu, còn cái thùng này cắt cái này ra đựng đồ người anh em nha. Đấy, một cái thùng này đinh cuộn anh em ạ, 170k bao ship anh em ạ. Lấy cái thùng đựng đồ người 702 170 luôn. Rồi 703 170 luôn. Y nhau luôn em nha, hai thùng này y nhau luôn. Đinh này là đinh cuộn nè. Đinh cuộn. Rồi. Anh em lấy phụ tùng, anh em lấy rồi lấy nha. 703. Rồi, 704. Cái này để gì cục bôi đây anh em ơi. Rồi. Mấy cái đinh này không biết đinh gì đâu anh em nha, đinh biết nó là đinh cuộn thôi. Anh em nhìn nè. Bây giờ cắt cái thùng ra đựng đồ người của máy anh em lấy dọn xếp lên đi nha. 704 200 luôn. Rồi 705 250 luôn. Này là đinh đinh U, nó hai bên lận, đinh U anh em nha. Hàng của Đu Phát. Đu Phát. Đinh to lắm. Rồi, cái thùng này cũng đẹp luôn. Đu Phát. Rồi 705 250 luôn. Rồi 706 thùng này 200 luôn. Này cũng mà cũng to lắm anh em ạ. À. To lắm. Rồi cái thùng nó ok nè. Rồi 706 thùng này 200k bao ship anh em nha, không bao gì hết anh em nha. Rồi 707. 707 thùng cuối cùng 200k luôn. Dặn vô cái gì nó mới cứng được cái đây sao anh em nha. Đó. Rồi anh em giờ nghiên cứu luôn. Rồi 707 200k. Rồi thùng cuối cùng. Rồi chiều hôm nay em cũng khởi động thêm dưới đây thôi anh em nha. Rồi tiếp tục ngày mai thì khởi động thêm ít nữa, tầm khoảng 2-3 ngày em sẽ vô hoạt động trở lại bình thường, là cứ ngày 2 cái video anh em nha. Cứ ngày ít nhất là 2 cái, ngày 3 cái, ngày nào nhiều hàng thì em sẽ quay 3-4 cái, anh em xem tham khảo ủng hộ ha. Rồi, trời cũng mưa luôn anh em nha, vừa quay xong vừa mưa luôn. Rồi em xin kết thúc video ở đây, chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha. Rồi hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nha.